nhằm cung cấp thông tin và nâng cao năng lực cho các cơ quan xúc tiến thương mại địa phương các hiệp hội ngành hàng và các tổ chức hỗ trợ kinh doanh nói chung về các chính sách quy định liên quan tới thương mại xanh chuyển đổi xanh và bền vững mới đây cục xúc tiến thương mại bộ công thương đã tổ chức hội thảo tập huấn về các chủ đề mới trong thương mại tại hội thảo đại diện cục xúc tiến thương mại cho biết bên cạnh biến đổi khí hậu toàn cầu cũng đang chứng kiến cuộc khủng hoảng về ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, đe dọa đời sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất. Để giảm thiểu những tác động này, tăng trưởng xanh, phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng trên toàn cầu như một giải pháp tích cực nhằm giảm tiêu thụ tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát triển bền vững các diễn giả tham gia hội thảo đã được cung cấp thông tin về các quy định thương mại xanh và bền vững tại các thị trường phát triển đặc biệt là các quy định về giảm phát thải khí nhà kính các chính sách tiêu chuẩn sản phẩm xanh tiêu chuẩn bền vững tự nguyện từ đó nhận thức được những thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu của việt nam